cảm ơn nhiều nha. Thank you very much. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy Vocab. Đây sẽ là video clip học tiếng Anh cho người mất gốc, học từ tiệm cận số 0, không biết bắt đầu học từ đâu. Năm ngoái mình đã làm một video clip học tiếng Anh cho người mất gốc và video clip đấy đã có hơn 2 triệu view. Oh my god! Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you, khóc tuân kha. Chính là mình thấy là nhu cầu học càng ngày càng cao. Tuy nhiên cái điểm yếu của video clip năm ngoái đó là mình thấy nó vẫn hơi chung chung. Nó chỉ là những bí kíp thôi, nó chưa có cái gì cụ thể lắm. Cho nên là mỗi năm thì mình có thu thập thêm, học thêm một chút kinh nghiệm và kiến thức. Nên mình sẽ làm lại một video clip cho người mất gốc chia sẻ với mọi người. Và hãy cùng nhau học nhá. Và hi, let's get started. Đầu tiên để khích lệ tinh thần học của mọi người thì chúng ta sẽ học một số câu giao tiếp tiếng Anh cực kỳ cơ bản và cực kỳ đơn giản. Các bạn tưởng tượng là khi chúng mình xem phim Hàn á thì có những cái câu đơn giản thì nó ăn sâu vào tiềm thức của mình luôn vì mình xem nhiều quá. Như kiểu là à, 그렇구나. 어, 진짜? 아, 알았어. 왜 그래? Ok, hãy cùng bắt đầu với common phrases in English conversation. Common là những cái thông dụng phổ biến, phrases là những cụm từ hay những cái câu, in là trong, English conversation là cuộc hội thoại tiếng Anh. Common phrases in English conversation. Xin chào mọi người. Hi guys, hi everyone. Thật á? Really? Thật. Really? For real? Cố lên. Come on. Đi mà. Come on. Nhanh lên. Hurry up. Đợi đã. Hold on, hold on. Cảm ơn nhiều nha. Thank you very much. Không sao đâu. It's okay, it's alright. Cậu có ổn không? You good? Are you okay? Tớ chỉ cảm thấy là... I just feel like... Không đời nào. No way. No way. Có đùa không đấy? Are you kidding? Are you kidding? Ôi, bỏ qua đi. Oh, never mind. Never mind. Ok, bye bye nha. Have a nice day. Have a nice day. Làm gì cũng cần thời gian và nỗ lực. Ai bắt đầu mà chẳng như nhau. Feeling more and more confident with each game. I don't understand. Are you confident? I understand, sorry. Garrett. So Manchester is a new chapter that I'm so happy and glad. Nhưng các bạn đừng bao giờ nghĩ là quá muộn rồi hay là mình không đủ khả năng làm được hết. Có một câu nói mình thấy rất là hay muốn tặng cho mọi người đó là It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Không quan trọng là bạn đi chậm hay đi nhanh, miễn là bạn không dừng lại thì cái gì cũng chuyển được hết. Cố lên mọi người. Học những từ thông dụng, learn common words first. Trong những cái kiến thức tràng giang đại hải thì chúng ta cứ học những cái từ thông dụng trước. Và clip của năm ngoái thì mình có nói là mọi người hãy học top 1000 từ thông dụng nhất, xong mình kiểu tại sao người ta chưa biết gì bắt người ta học 1000 từ nghe đã ngộp thở. Mọi người có thấy nó ngộp thở không? Quýt xíu. Cho nên mình đã rút gọn lại thành top 100 từ các bạn có thể học ở đây. Và cũng có thể rút gọn lại thành top 50 từ trước. Và cái này mình học được từ cô Emma. Đây là top 50 động từ mà các bạn có thể bắt đầu học và mình sử dụng hàng ngày, những cái từ này hàng ngày luôn. Ask, be, become, begin, call, can, come, could, do, fill, find, get, give, go, help, hear, help, keep, know, leave, let, like, leave, look, make, may, mean, mind, move, need, play, put, run, say, see, seem, should, show, start, take, talk, tell, think, try, turn, use, want, will, work, would. Một mẹo nhỏ đó là khi học từ vựng các bạn có thể học theo set từ. Các bạn ghép những cái từ nào mà có thể liên kết được với nhau và tạo thành một câu chuyện. Ví dụ như chúng ta gặp gỡ nhau thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện. Nói chuyện xong thì chúng ta sẽ có thể thích nhau. Thích nhau xong chúng ta sẽ yêu nhau. Yêu nhau xong thì chúng ta sẽ cảm giác nhớ nhung. Nhớ nhung thì có hai trường hợp xảy ra. Tiếp tục, một là chia tay, hai là cưới nhau. Đó thì chúng ta sẽ có meet, talk, like, love, miss, break up, Mary. Đó, các bạn hãy ghép những cái từ nào mà các bạn có thể liên kết được theo cách của riêng mình. Và đây sẽ là cách nhớ từ cực kỳ dễ. Thế câu hỏi tiếp theo đặt ra là thế cô cho tôi một đống từ như thế, tôi bắt đầu học kiểu gì đây? Học như thế nào đây?
Ok, mọi người hãy chuẩn bị cho mình một quyển sổ, một cái bút, laptop, điện thoại có mạng thì càng tốt. Với những bạn nào mà chưa biết gì tiếng Anh thì khi các bạn tra từ điển, các bạn có thể tra từ điển SOHA để ra nghĩa tiếng Việt. Nhưng mà mình cảm thấy là chúng ta nên tập làm quen tra từ điển Anh luôn để mình hiểu cái hàm ý nghĩa của họ nó rộng hơn và sâu hơn. À, với những bạn nào mà lười tra từ điển online á, thì các bạn chỉ cần lên Google, các bạn tìm kiếm ví dụ như từ work, làm việc nhá, work, meaning, các bạn thêm cái từ meaning vào nữa. Đó, thì sẽ ra một đống nghĩa như này cho các bạn, và ra cả cái phát âm luôn. Work. Ngoài ra thì đây là ba từ điển mình hay tra: Cambridge, Oxford, Longman. Nhưng mình thấy với những bạn nào mới bắt đầu học tiếng Anh thì các bạn nên tra từ điển Longman. Cái đặc điểm của từ điển Longman đó là họ sẽ tóm gọn một cái nghĩa theo cái headline. Ví dụ như từ work thì sẽ có là do a job for money, tức là làm một công việc để kiếm tiền, tức là đi làm đó. Và có những câu ví dụ đây luôn và có phát âm luôn. Where do you work? Where do you work? Ngoài ra nếu các bạn muốn tìm kiếm cách phát âm của một từ thì các bạn cũng có thể lên Google và tìm kiếm ví dụ như từ learn nhá. Learn pronunciation. Đó thì các bạn sẽ ra cái này và các bạn sẽ nghe họ đọc này. Learn. Learn, đọc chậm lại thì sẽ là learn. Learn. Các bạn and practice, luyện tập. Learn. Tên tên. Và đấy chính là cách chúng mình học hoàn toàn free, hoàn toàn miễn phí. Các bạn nhớ là học được cái gì cũng phải viết vào luôn nha. Một bút chì cuốn còn hơn một chỉ nhớ tốt. Tiếp theo, học ngữ pháp. Nhưng mà you don't need perfect grammar. You là bạn, don't need là không cần. Perfect là hoàn hảo, grammar là ngữ pháp. Bạn không cần ngữ pháp hoàn hảo. Mới học mà, mình học những cái gì đơn giản là mình nói được luôn, mình thực hành được luôn mà người ta nghe hiểu là được. Trong tiếng Anh thì có 12 thì ngữ pháp. Thì tức là thời, là thời gian, là thời điểm, tức là trong hiện tại, trong quá khứ, trong tương lai thì mình sẽ nói như thế nào. Nhưng mà với những bạn nào mới bắt đầu thì các bạn có thể học cho mình 3 thì đơn giản nhất: simple past, simple present, simple future. Tôi là ai? Drink là uống. I will drink. I am drinking. I drank. I will block you. I am blocking you. I blocked you. Đó, cấu trúc của ba cái này nó đi theo là subject, chủ ngữ cộng với verb cộng động từ cộng với object là tân ngữ SVO. Ví dụ như tương lai tôi sẽ làm gì thì sẽ thêm từ will, I will. Còn quá khứ thì chúng ta có thể thêm ed ở sau cái động từ, hoặc là chúng ta thay đổi theo động từ bất quy tắc. Cái này cũng sẽ học thêm. Các bạn sẽ ghép 50 từ mà các bạn đã học ở phía trên vào những cái cấu trúc này và các bạn có thể thực hành để nói luôn và diễn tả luôn. Ngoài ra có một thì nữa mình thấy rất là hay sử dụng cho bạn nói, đó là thì hiện tại hoàn thành. Mình đã làm MC được 4 năm rồi. I have been the TV host for 4 years. She has been the TV host since 2016. Đó thì mình có thể nhớ câu ví dụ để sau này mình thay đổi cái lắp ghép vào cho nó dễ hơn là nhớ cấu trúc nó phức tạp, nó tràn giang đại hải. Ví dụ như I have thì có thể là we have, they have. She thì she has, có thể là he has. For thì cộng với một khoảng thời gian nào đấy, for 4 years. Since thì cộng với một năm, một mốc thời gian nào đấy. Ví dụ như Bia Hà Nội since 1990. Đó, thì chúng ta có thể dễ nhớ hơn. Ok, thì mình có hai từ, là từ interested và interesting, đều là tính từ đúng không? Interested là gì nhỉ? Interested tức là mình cũng hứng thú, mình cũng muốn tìm hiểu về nó, mình cũng ưng nó rồi đó. Ví dụ như I am interested in you, là em cũng hứng thú và muốn tìm hiểu về anh rồi đó. I'm interested in music, mình cũng hứng thú về âm nhạc đó. Ví dụ I'm interested in this TV show, mình hứng thú với cái TV show này. Nhưng mà nếu mà nói cái TV show này nó thú vị thì mình có nói interested không? No, mình sẽ nói là interesting. Cái đối ứng là ví dụ this TV show is interesting. This book is interesting. That's an interesting question. Interesting. 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 Interested. Ooh, nice. Đố anh Cường biết Love You to the Moon and Back là gì? Không biết. Love You to the Moon and Back có nghĩa là trái tim của mỗi con người thì đập hơn 2.000 gallon máu mỗi ngày. Từng này là bằng đủ nguyên liệu để con người chúng ta đi từ trái đất lên mặt trăng và quay trở lại. Cho nên khi một ai đó nói là love you to the moon and back, nghĩa là anh yêu em cho tới mặt trăng mình quay trở lại luôn, tức là anh yêu em mỗi giây phút, mỗi khoảnh khắc mà tim anh đập trong xuyên suốt cả cuộc đời. À, mày hỏi để nhớ hơn gì? Đúng rồi.
hỏi và trả lời và giải thích lại cho người khác chính là một cách rất tốt để nhớ kiến thức rất là lâu. Information combined with emotion becomes a long-term memory. Tức là khi học kiến thức, thu thập thông tin mà mình kết hợp với cảm xúc của chính bản thân mình thì chúng ta sẽ dễ nhớ rất rất là lâu. Và đặc biệt khi học thì mình nên kết hợp với những hình ảnh. Ngoài ra là với những cái gì thân thuộc. Ví dụ có một cái mình rất thân thuộc mình có thể học ngay, đó chính là những cái emoji, những cái biểu tượng mà chúng ta sử dụng hàng ngày như thế này. Chúng ta có thể học những cảm xúc của bản thân mình từ những cái emoji này, kết hợp được cả từ những cái thân thuộc, từ những hình ảnh, từ âm thanh, các thứ. Ví dụ, how do you feel? I feel happy. I feel calm. Relaxed. Silly. Nervous. Annoyed. Sad. Shy. Surprised. Surprised. Angry. Confused. I'm sick. I'm hot. Or I'm hot. Có một điều vô cùng quan trọng nữa đó là learn English for your life, tức là học tiếng Anh để phục vụ cho cái mục đích trong cuộc sống, trong công việc của mình. Ví dụ thì nếu như bạn muốn tìm kiếm tiếng Anh cho cái ngành nghề của mình thì các bạn chỉ cần tìm kiếm trên Google đó là English for. Ví dụ như là bạn làm về ngành chụp ảnh chẳng hạn thì English for photographers. Hoặc là các bạn làm ngành sales là English for sales. Các bạn làm ngành kinh doanh thì English for business. Hoặc là những cái cuộc các bạn chỉ cần học tiếng Anh để trao đổi hàng ngày cuộc sống thôi là English for daily conversation. Ngoài ra các bạn có thể tìm kiếm cho mình một cái rất là hay, đó là tìm kiếm theo infographic, COVID-19 infographic. Thì các bạn cũng sẽ đọc được rất là nhiều hình ảnh và thông tin, học được rất nhiều từ vựng ở đây. Hai, nếu mà học cảm thấy chán nản quá thì sao hả Vi? Nếu mà cảm thấy chán thì chúng mình chơi game. Đây là hai trang web vừa online và free mà có tất cả các trò chơi game về ngữ pháp, về từ vựng, về cấu trúc câu, về chủ đề này, chủ đề kia, theo nhiều cách khác nhau. Các bạn tự chơi một mình, vừa chơi vừa học cực kỳ thú vị. Mới học tiếng Anh thì có đọc báo tiếng Anh được không ta? Đọc báo thì mình mới tìm ra được một cái trang web để các bạn đọc báo dành cho nhiều level, đó là News in Levels. Các bạn có thể chọn level tiếng Anh của mình từ level thấp nhất các bạn đọc. Và lúc các bạn đọc báo thì các bạn đừng áp lực bản thân là phải đọc hiểu hết tất cả mọi thứ. Trời đất ơi, tôi học tiếng Anh 16 năm rồi mà tôi đọc những cái báo mà hiểu hết, biết hết tất cả các từ nhưng mà lại không hiểu cơ. Cho nên chỉ cần chúng ta hiểu được hòm hòm cái tinh thần của bài báo và lọc lựa ra một số từ mình muốn học đã là ok rồi. Nếu những người bạn tôi đang tự học và cần tìm những nguồn học thì hãy tham khảo 3 trang web miễn phí khá được của nó này. Easy Word of English, những bài học dễ hiểu về grammar, pronunciation, reading, picture dictionary, Language Guide thiên về học từ vựng dễ nhớ, sáng tạo và chân thực, English Language Teaching của Oxford University Press, mục Learning Resources, học tiếng Anh với nhiều hoạt động. Có một câu nói là The art of learning is the art of attention. Nghệ thuật của việc học là nghệ thuật của sự chú ý. Lúc học thì hãy cố gắng tập trung bằng cách cứ học 25 phút thì nghỉ 5 phút, vận dụng đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong một lần học để tối ưu hóa hiệu quả. Học những gì mình cảm thấy dễ trước, quan sát kỹ, viết vào sổ và luôn ôn lại kiến thức trong vòng 24 giờ nhé.